Nhật đang có mặt tại lễ trao tặng huân chương công trạng Italia cho Madame Trang Lê. Huân chương rất là đặc biệt và vinh dự như vậy, và Vân và anh Nhật cảm thấy rất là tự hào vì chị Trang đã làm được những điều rất là phi thường. Vũ Thu Vương cảm thấy thực sự là tự hào dùm cho chị Trang Lê. Và với một người phụ nữ Việt Nam thì khi mà được huân chương công trạng của Italia thì Phương nghĩ đó là một điều tuyệt vời nhất. Và đặc biệt đây có lẽ là những gì đã xứng đáng nhất cho bao nhiêu năm mà Madame Trang Lê đã cố gắng, đã tận tâm vì sự phát triển của ngành thời trang Việt Nam. Thúy may mắn là hôm nay được đứng ở đây và cùng các anh chị em nghệ sĩ để chứng kiến giây phút thăng hoa của chị Trang Lê. Và hy vọng rằng sau cột mốc này, chị Trang Lê sẽ càng ngày càng có những cái động lực để mình có thể làm nhiều việc nữa cho người dân Việt Nam. Bản thân Ly là một người đã được chị Trang Lê tìm kiếm và đào tạo để ngày hôm nay, khi mà Ly có được cái sự nghiệp như bây giờ thì chắc chắn là không thể nào mà quên được những công sức mà chị Trang Lê đã dành cho mình, người chị và người mà Ly gọi là một người mẹ thứ hai của mình, bởi vì đã nâng đỡ và giúp đỡ mình rất là nhiều từ những ngày đầu tiên bước vào thế giới thời trang. Mình cảm giác rất là tự hào ấy, khi mà mình đã được có cơ hội để làm việc cùng với lại một người chị rất là giỏi, rất là nhiệt huyết và sẵn sàng cống hiến hết mình cho nền thời trang Việt Nam. Thật lòng chúc mừng cho chị Lê Quỳnh Trang đã có được cái sự đánh giá và sự công nhận bởi vì tất cả những gì chị đã đóng góp. Từng bước ra từ chương trình Project Runway mùa 2 thì chị như là một người thầy chỉ dạy cho Tiền rất là nhiều thứ về trong cuộc sống hoặc là trong công việc, và Tiền rất là trân trọng mối quan hệ này. Thực sự ngày hôm nay Huyền cực kỳ vinh hạnh và Huyền rất vui luôn, bởi vì chị Trang là người đã thay đổi cuộc sống của Huyền, đã đưa Huyền là từ một người MC bình thường nhưng đã cho Huyền một cơ hội rất lớn là dẫn dắt tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam. Và chị Trang là một người truyền cảm hứng đến Huyền rất nhiều, cho nên đây không phải là niềm vui của riêng chị Trang nữa, mà cho tất cả những ai đã yêu mến chị Trang và cho tất cả những người, những giới mộ điệu của thời trang Việt Nam. Đây là một buổi tiệc rất là tuyệt vời, mọi người có thể thấy là không khí rất là sang trọng và những người có mặt rất là có địa vị và có sức ảnh hưởng trong cả chính phủ, chính trị và cả nền thời trang Việt Nam. Buonasera, good evening ladies and gentlemen, and welcome to our special event tonight. Một người phụ nữ nhỏ bé với một giấc mơ to lớn. Nhân vật được xem là ba đâm thép của thế giới thời trang. Người đã tạo nên điều kỳ diệu. Xin được phép giới thiệu một người phụ nữ có trái tim thật lớn dành cho thời trang Việt Nam. From Multimedia Jessie. Madame Trang Lê. Hôm nay là một buổi tối rất tuyệt vời, bởi vì buổi tối ngày hôm nay tất cả những người xuất hiện đều là những người đóng một vai trò rất quan trọng trên hành trình phát triển thời trang của Việt Nam, của tôi, cũng như trên hành trình phát triển thời trang giữa Việt Nam và Italia. Ladies and gentlemen, please welcome on stage Mr. Dan De Brandi, Consul General of Italy in Ho Chi Minh City. Hello and welcome everyone. Of course, I wish to thank all of you for gathering for this event, which is very close to my heart. And on behalf of the top leadership in Italy, I'm about to bestow you the honor of Knight of the Order of Star of Italy. And I'm bestowing this to a remarkable Vietnamese citizen, an extraordinary woman, and a very, very good friend of Italy. And on behalf of the President of the Republic of Italy, Sergio Mattarella, I bestow to Madame Chanlet the honor of the knighthood of the Star of Italy, and I confer Madame Chanlet, of course, the right to display the related insignia. So congratulations. Thank you so much for your speech. Và ngay bây giờ thì xin mời bà Madame Chanlet có thể lên sân khấu để nhận danh hiệu cao quý này. Được nhận huân chương công trạng của chính phủ Italia là niềm vinh hạnh, cũng là một niềm tự hào và cũng là một bất ngờ vô cùng lớn đối với tôi. Có lẽ ngày hôm nay là một ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời của mình, bởi vì đây chính là một sự ghi nhận cho tất cả những nỗ lực của bản thân tôi cũng như tất cả những người đã đồng hành cùng với tôi trong suốt thời gian qua để đưa thời trang Việt Nam có những bước tiến mới, và đặc biệt trong mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Italy. It's a great moment for Madame Trang Lê because it's an official award from the Italian government. So I'm sure she's very proud and I'm very happy for her. It's amazing what Chanlay has contributed to the fashion, and I'm very proud to be here to celebrate tonight. Congratulations. The journey to become Knight of the Order of the Star of Italy.
Mr. Dante Brandi, Madame Trang Le has a special gift for you right now. Thank you so much. We want to strengthen the relations between Vietnam and Italy. Congratulations. I'm very happy that Madame Trang Le became a Knight of the Order of the Star for Italy, because she deserves to be not only our friend, but also our partner in promote Italian style. She's really fall in love with Italy, not only for the fashion, also for the culture. So I'm very happy for her. She's also my good friend of mine. So all the best for Madame Trang Le. It's a wonderful job in promoting the relationship among Vietnam and Italy. Chang, I'm very proud of you. I'm very proud of what you've done. And good for you. From friend to friend, heart to heart, well done. Congratulations. Keep up the great work. Buổi tối hôm nay là buổi tối đặc biệt nhất trong cuộc đời của tôi. Bởi vì tôi quá hạnh phúc sau tất cả những nỗ lực của bản thân trên hành trình đưa thời trang Việt Nam lên bản đồ thời trang thế giới, đưa người mẫu Việt Nam sải bước tại những tuần lễ thời trang hàng đầu của thế giới. Và ngày hôm nay, tất cả những vất vả, những khó khăn, những áp lực đã được đền đáp từ một quốc gia có nền thời trang phát triển bậc nhất thế giới. Tôi muốn chia sẻ vinh hạnh này đến với tất cả các quý vị, tất cả những người bạn, những đối tác, những người vô cùng đặc biệt đối với tôi trong buổi tối ngày hôm nay, cũng như trong suốt hành trình thời trang mà chúng ta đã cùng nhau trải qua. Tôi muốn gửi lời cảm ơn rất sâu sắc đến Ngài Tổng thống Italia đã dành cho tôi một vinh dự vô cùng to lớn này. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến Ngài Đại sứ Italia tại Việt Nam, Ngài Tổng lãnh sự Italia Dante Brandi, người đã chắp cánh cho tôi trên hành trình thời trang, đặc biệt trong sự phát triển thời trang giữa Việt Nam và Italia. Có những lúc tôi cảm thấy mình rất đơn độc trên hành trình thời trang, và ngày hôm nay tôi biết rằng mình đã không đơn độc trên suốt hành trình này. Tấm huân chương này là beginning the future, và tôi tin tưởng rằng trọng trách của tôi ngày hôm nay sẽ còn lớn hơn, đó là tiếp tục thúc đẩy sự phát triển giữa Việt Nam và Italy trong thời gian tới với nhiều bước mạnh mẽ hơn. Và tôi rất mong sẽ tiếp tục đồng hành cùng tất cả các bạn trên hành trình mới của mình. Xin cảm ơn. Hôm nay bạn rất là xúc động. Ở đất nước xa xôi như vậy mà người ta đã có những cái phần thưởng cao quý cho con gái Quỳnh Trang. Và thật sự là con gái bà rất là vất vả. Nhưng mà mỗi cái việc thành công thì cũng những cái sự vất vả đấy thì lại được bù đà lại, là được cái kết quả rất là tốt đẹp. Khi đến đây em không nghĩ là cái buổi event nó to và nó trọng đại thế này. Và thật sự là em đã phải bật khóc. Tại vì là chính em đã là người chứng kiến mẹ ở bên mẹ khi mẹ làm việc, cả ở công ty và cả ở nhà. Những giây phút mà không phải ai cũng có thể thấy được. Có thể em không được như các bạn khác là mẹ là một người ở nhà nấu ăn, rửa bát, ở với con hàng ngày. Nhưng mà thực sự em đã học được mẹ rất là nhiều thứ. Và hôm nay em thấy mẹ em đã thực sự được đền đáp. Nhưng mà em nghĩ rằng đây mới chỉ là bắt đầu của một hành trình mới. Please welcome on stage a very special friend of Madame Trang Le. Ladies and gentlemen, please give it up for Diva Hồng Nhung. Congratulations to Madame Trang Le, the Knight of the Order of the Star of Italy. Hôm nay Hồng Nhung sẽ góp vui bằng một aria của Mozart bằng tiếng Ý. Voi che sapete. Ladies and gentlemen, please welcome Chef Giovanni and Chef Rico. I am the chef of the River di Saigon. We are going to do something based on your favorite dishes. Ragù napoletano made like mama style. Gianni, where are you, Gianni? Leaning tower of
Florence, Pompeii, Milan, and the Cinque Terre, the Roman Colosseum, Ponte Vecchio, the Trevi Fountain, Sorrento, and Portofino. Tối ngày hôm nay Ly rất là vui và vinh dự khi mà đến với một bữa tiệc hoành tráng mừng chị Trang Lê nhận huân chương công trạng từ chính phủ Ý. Sẽ có một món quà rất là đặc biệt dành cho chị Trang. Em làm điều này là chỉ cho Trang rồi đó. And let's welcome singer Nathan Lee. Hey mambo, mambo italiano. Hey mambo, mambo italiano. Go, go, go. You mixed up siciliano. All calabrese do the mambo like a crazy with a mambo italiano. Hôm nay chị Trang Lê thực sự là ngôi sao. Và đã lâu lắm rồi chúng ta không có một bữa tiệc long trọng và vui vẻ như thế này. Xin chúc mừng chị Trang Lê và chúc mừng tất cả những người phụ nữ Việt Nam chúng ta nói chung. Việc được trao tặng huân chương lần này sẽ mở ra một cơ hội và một tương lai mới cho thời trang Việt Nam. Sau ngày hôm nay, sứ mệnh của tôi sẽ là tiếp tục thúc đẩy sự phát triển giữa hai quốc gia Việt Nam và Italia trong lĩnh vực thời trang.